Quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị tổng kết ngày hội du lịch đêm qua Trang Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 5 năm 2023. Ngày hội du lịch đêm qua Trang Ninh Kiều Cần Thơ thu hút khoảng 100.000 lượt du khách tham quan thưởng lãm. Ngoài ra, các hoạt động biểu diễn đơn ca tài tử, hợp dè, hát ru, âm nhạc đường phố, quạt náo, trò chơi dân gian, đa dạng, phong phú, hấp dẫn nhiều du khách tham gia vui chơi, giải trí. Hội thi có 60 mô hình qua đăng tham gia được ban giám khảo và khách tham quan đánh giá cao có ý nghĩa nhân dân sâu sắc, sáng tạo hình thức mới lạ, thể hiện rõ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội qua Đăng năm nay có điểm nhấn là trình diễn khinh khí cầu với 21 khinh khí cầu trên sông có hiệu ứng ánh sáng. Kết quả, ban tổ chức đã trao 11 giải cho các đơn vị, trong đó Quỹ ban nhân dân quyền cờ đỏ đạt giải nhất hội thi qua đăng mô hình. 28 tập thể và 19 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong ngày hội cũng được Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quận Ninh Kiều tặng giấy khen.